Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Một tràng của ta thật lớn cho một giọng ca trầm ấm truyền cảm. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Dạ 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 dạ, lời nói đầu tiên Đào Vũ Thanh xin kính chào và kính chúc tất cả quý vị có mặt ở nơi này với lời chào, lời chúc thân thương vạn sự như ý, tây sự giá tường, chúc cho mọi người công danh sự nghiệp nên làm ra phú quý làng đời, luôn luôn hoàn hảo tuyệt vời, để góp sức cho đời cuộc sống ấm no. Sẵn đây do có chương trình văn nghệ, anh mừng qua lớp một điều xuân tình, họ sư sang chi cốc bông trầm, ngũ cung âm nhạc tài tử cai lương. Hôm nay về tỉnh xa Long Nguyên, chương trình tổ chức tưng bừng văn nghệ cúng dường mừng đại lễ. Hôm nay Phật đàn, hôm nay quý vị đến Long Đồ như thế này, Đào Vũ Thanh rất là vinh hạnh khi mang lời ca quý vị ơi hãy vỗ tay lên nào để đón chào Phật đàn năm nay, gặp gỡ nhau đây rất là hội ngộ. Quý vị ơi vỗ tay lớn lên, vỗ tay lớn lên đừng có ngần ngại. Hôm nay tỉnh xa Lộc Quyền mời rất nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, ca sĩ và nghệ sĩ đến rất là đông. Giờ đây sắp dính lớp xuân tình, thanh chuyên qua bài hát cài lương, công cha nghĩa mẹ được bắt đầu. Tác giả sư Thanh Minh với quý vị vỗ tay lên. Dạ xin cảm ơn ạ. Tráo tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Dạ mô Phật. Dạ Đào Vũ Thanh ơi, rất là vui, rất là hạnh phúc khi được vợ chồng của thầy Liêm và cô đã tạo điều kiện cho anh em nghệ sĩ như Đào Thanh đến đây hát cúng dựng nhân ngày đại lễ Phật đàn hôm nay. Cảm ơn, chúc tất cả quý vị xem nhân nghệ vui vẻ, về thường lộ bình an và ngủ một giấc thật là ngon. Hẹn ngày gặp lại. Xin cảm ơn. Dạ.